Thưa quý vị và các bạn, năm học 2017-2018, Nghệ An hiện đang thừa 1.400 giáo viên theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, thì theo định mức quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì con số này lại thiếu hàng nghìn người. Việc thừa thiếu cục bộ như hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy cũng như tâm lý của các thầy cô. Huyện Yên Thành, Nghệ An đang đối mặt với tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên khi bậc trung học cơ sở thừa 60 giáo viên, nhưng lại thiếu giáo viên bậc tiểu học và mầm non. Đơn cử như trường trung học cơ sở Bảo Thành, năm học 2016-2017, đủ chỉ tiêu 32 giáo viên giảng dạy ở 17 lớp học theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, năm học 2017-2018, trường này đã thừa 3 giáo viên do số lớp học giảm xuống 2 lớp. Tuy nhiên, bộ môn lý và hóa lại đang thiếu giáo viên trầm trọng. Cái khó khăn này thì phần nào vẫn cứ ảnh hưởng ít nhiều đến cái chất lượng. Đó là ví dụ như là giáo viên bồi dưỡng sinh giỏi, thì nếu như mà có giáo viên cả cái chuyên ngành, ví dụ như giáo viên vật lý mà học chuyên ngành lý ra, thì cái kiến thức để giáo viên sử dụng và mà vận dụng để làm công tác nâng cao cái chất lượng nhà trường, đặc biệt chất lượng mũi nhọn thì sẽ tốt hơn. Là còn thiếu, tức là thiếu thừa thiếu cục bộ ấy, đang như là môn hóa, môn sinh, môn vật lý. Thì phòng cũng điều chuyển những cái trường mà thiếu ít sang cái trường thiếu nhiều để giảm cái định mức tiết cho các nhà trường. Trong năm học 2017-2018, Nghệ An thừa 1.400 giáo viên các cấp, trong đó nhiều nhất là tiểu học và mầm non, và thừa đến hơn 100 lãnh đạo. Tuy nhiên, theo mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì địa phương này đang thiếu hơn 2.000 giáo viên. Nghịch lý này đang đặt ra một thách thức không nhỏ với cơ quan chức năng. Thì hai nguyên nhân chính đấy. Một nguyên nhân là do học sinh giảm. Nguyên nhân thứ hai là do cái số tiết của một số môn, chẳng hạn như văn toán, như văn thì giảm từ 5 tiết xuống 4 tiết. Toán giảm từ 5 tiết xuống 4 tiết, nên dẫn đến cái thừa thiếu giáo viên cục bộ. Đối với giáo dục, có thể nghiên cứu để giảm bớt cái số biên chế trong các cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là ở các phòng giáo dục và sở giáo dục đào tạo. Còn đối với các cấp học thì phải tính toán cụ thể từ cái số lượng học sinh chuyển thành số lớp, và từ số lớp thì để có định mức giáo viên. Để giải quyết vấn đề thừa giáo viên, Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh những năm tiếp theo kiên quyết không ký thêm hợp đồng. Tuy nhiên, liệu đây có phải giải pháp hữu ích khi thực tế việc thừa giáo viên dồi dư bắt nguồn từ việc tuyển dụng không có kế hoạch và không xây dựng phương án rà soát, dự báo về kế hoạch phát triển trường lớp? Thực tế này ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy ngành giáo dục.